Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món tôm viên chiên xù. Thực phẩm chính là tôm, kèm theo thì có khoai tây này, các bạn dùng vào 1 cân. Bột năng là các bạn dùng vào 50g nhé. Bột mì các bạn cũng dùng 50g. Đây là bột chiên xù. Và các bạn dùng lấy 4 quả trứng. Và dùng một chút muối gia vị này, một chút hạt tiêu. Bây giờ tôi sẽ đi nạo khoai tây. Đây, tôi bổ xong rồi. Tôi cho khoai vào tôi hấp đây các bạn ơi. Đấy, lửa cháy to đùng lên mà đã chuẩn bị sôi nước này. Đấy, hấp cho khoai nó chín. Sau đó tôi sẽ mang ra tới dầm. Trong khi chờ khoai chín thì tôi bọc tôm các bạn nhé. Tôi đã bọc xong tôm này đây các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn nó bọc tôm thì nó cũng nhanh không nhưng mà. Đây, tôi phải xem khoai tây đã được chưa nhá các bạn ơi. Nếu được thì tôi sẽ cho ra. Khoai tây được rồi. Đấy. Tôi sẽ cho ra chậu. Khoai rất là bở. Xong lúc nó lòng cái này các bạn dầm là dễ dầm. Nó bở bung lên. Đây tôi cho một chút hạt tiêu vào đây. Để trộn cho nó đều. Cho một chút muối. Các bạn trộn trong nó nóng như thế này thì nó sẽ rất là đều. Đây, trong khi chờ nguội cái món khoai tây này thì bây giờ tôi đi chần tôm. Trong lực sôi này thì tôi chần chỉ trong 30 giây thôi. Đấy, các bạn vớt lên luôn. Đấy, tôi đã chần xong. Đây, tôi trộn bột năng nhé. Các bạn nhớ là tôi trộn chỗ bột năng này là 50g. Đây tôi sẽ đập trứng vào nhá các bạn ơi. Tôi đập 3 quả thôi. Tôi đã đánh trứng nhuyễn ra rồi. Bây giờ tôi sẽ đi găng tay để tôi sẽ lặn tôm. Bây giờ tôi sẽ lăn vào bột mì, xong rồi lăn vào trứng. Xong rồi lăn tiếp vào bột chiên xù. Xong bắt đầu đem chiên. Đây tôi cho dầu vào trong chảo đây. Tôi sẽ lăn qua bột mì. Lăn qua bột mì xong rồi tôi sẽ lăn vào trong trứng. Đấy, các bạn nhớ là tôi sẽ lăn vào trong trứng đây. Đấy, lăn vào trong trứng xong rồi các bạn sẽ cho vào trong cái bát bột chiên xù. Dấn vào bột chiên xù cái nào. Bây giờ tôi sẽ cho luôn vào chảo tôi chiên nhé. Đấy, các bạn nhớ là ta cho vào xong người ta phải lấy đũa ta lật lên nhé. Ta cho lửa nó vừa phải thôi chứ không phải là lửa già quá là nó nhanh cháy mà nó lại không chín được bột. Đấy, ta chỉ cho lửa vừa phải thế thôi. Chín rồi thì bây giờ các bạn hãy nhớ là gắp lên trên đĩa luôn.
Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món tôm viên chiên sổ. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức, mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Các bạn hãy nhớ là ăn cái món này phải ăn nóng thì mới ngon các bạn ạ. Đây các bạn nhớ là các bạn chấm vào tương ớt. Món này chỉ ăn vặt thôi các bạn ạ. Ngon quá các bạn ơi. Bánh rất thơm các bạn. Bởi vì tại sao nó thơm là khoai tây. Mình làm bằng khoai tây hoặc là có thể các bạn làm bằng khoai môn, nó có hai loại khoai. Nếu các bạn làm bằng khoai tây nó cũng thơm mà khoai môn cũng thơm. Đây là cái tôm viên chiên nhá. Các bạn nhớ là các bạn cuối cùng là các bạn cho vào cái bột chiên xù, thế các bạn chiên nó lên thì nó sẽ xù lên. Cái bột chiên xù là thêm một cái độ giòn và độ thơm, vỏ ở ngoài là giòn. Cùng một công làm các bạn làm nhiều xong mời người thân trong gia đình hoặc là bạn bè các bạn làm một buổi để các bạn liên hoan coi cái đồ ăn vặt này rất là thơm ngon. Món này thì này, phải nói là hợp khẩu vị rất là nhiều người đấy các bạn ạ. Tôi ăn tôi cũng thấy rất là thú vị các bạn ạ. Làm món này ăn thì vừa là ngon, nhưng mà các bạn hãy nhớ là ta chỉ cho vừa phải cái muối gia vị thôi, đừng mà cho nhiều quá nó đậm thì lại là mất ngon đấy nha. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin gặp lại các bạn vào chương trình sau. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món cánh gà tẩm bia chiên giòn. Một số bạn đã yêu cầu tôi là bác làm cái cánh gà làm sao cho nó ngon mà lại giòn. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là cái cánh gà này ta tẩm bia, sau đó ta mới chiên giòn lên. Đây là cánh gà 750g và bột gạo tẻ là 200g, kèm theo hai quả trứng. Đây là lá chanh, đây là tỏi, và đây bột ớt, và đây là muối hạt và ngũ vị hương. Trước tiên để làm cái món này, bây giờ tôi phải ngâm. Đây, cánh gà tôi sẽ cho ra cái bát đây. Đây, các bạn để cho nó làm sao nó nằm xuống được hợp lý để cho nó ngấm bia. Ngấm bia rồi thì ta chiên nó sẽ rất là giòn các bạn. Đây, các bạn ạ, tôi đổ cái lon bia này vào đây để tôi ngâm. Đây, rồi. Thì các bạn nhớ là ta ngâm 30 phút nhá. Ngâm 30 phút để cho bia nó ngấm vào cái thớ thịt gà này. Sau đó ta chiên lên thì nó rất là thơm. Nó không những thơm mà nó còn có tạo độ giòn nữa. Trong lúc mà tôi ngâm bia ấy, thì tôi tranh thủ thì thái tỏi. Đấy, thái tỏi ta thái cho nó theo cái chiều này để cho nó rộng miếng tỏi. Rồi, tôi đã ngâm được đủ thời gian rồi. Đây là 30 phút rồi các bạn. Lật lên lật xuống hợp lý rồi. Bây giờ tôi sẽ cho một chút muối. Rồi, sau đó mình cho một chút ớt bột. Đây, bây giờ tôi cho một chút ngũ vị hương, các bạn hãy nhớ chỉ cho vừa phải thôi. Cho nhiều là nó hắc quá. Đây, tôi cho trứng vào nha. Đây, các bạn cho trứng vào đánh đều đã, xong cho bột cuối cùng thì nó mới đều. Đây, bây giờ các bạn ơi thì cho bột vào nha. Đó. Đây, bây giờ mỡ được rồi các bạn ơi, tôi sẽ cho vào để chiên.
Đây, như thế này là các bạn hãy nhớ là phải cho nhỏ lửa để cho nó vang đều mà nó chín. Đấy, nó vang đều mà nó chín thì nó mới giòn. Các bạn mà cho to lửa quá thì nó sẽ cháy ngay cái mặt ngoài mà bên trong vẫn sống mà lại không có giòn được. Cho nên là lúc đầu thì to lửa là sôi mỡ lên là các bạn phải cho nhỏ lửa. Đây các bạn ơi, các bạn phải lật nha, một lúc là các bạn lại phải lật. Đấy, để cho nó vang đều. Đã vang đều thì nó sẽ chín đều, các bạn yên tâm. Đấy, bây giờ gà chín rồi thì bây giờ các bạn nhớ là tôi sẽ cho tỏi vào nha. Đấy, cho tỏi vào đây, cho lá chanh vào đây, làm sao đảo đều lên. Đấy, cái hương vị này để cho nó thơm luôn. Đấy, mùi này rất là thơm đấy các bạn ơi, lá chanh với tỏi thơm vô cùng. Đấy, ta đảo cùng với gà này là hương vị của gà rất là thơm. Tỏi giòn và lá chanh cũng phải giòn. Xong rồi các bạn sẽ cho luôn lên trên trồng mấy cả gà. Bây giờ tôi sẽ vớt gà ra đây. Đấy, để cho dầu nó ráo lên. Các bạn nhìn thấy đây, gà vàng mà rất là thơm. Đấy. Đây, các bạn nhớ là tôi sẽ vớt hết lá chanh mấy cả tỏi lên trên này nhé. Đấy, tôi đã vớt xong rồi. Đấy, các bạn để như thế này cho nó nguội hết. Nó giỏ hết cả dầu rồi đã. Đây, tôi giải lá chanh lên đây, mấy cái tỏi. Lá chanh thì nó đã giòn tan lên rồi. Tỏi với lá chanh rất là giòn rồi. Bạn ơi, tôi đã làm xong cái món cánh gà tẩm bia đem chiên giòn để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Phải nói là món này là mình cứ phải chơi bằng tay. Đấy, tôi sẽ làm một cái cánh gà này. Đấy, trong này có cả tỏi giòn tan lên rồi và lá, đây là lá chanh. Đấy, các bạn ăn, các bạn xé ra bên trong đây. Chín mà trắng mà rất là ngon. Đấy, khô ráo. Chà chà, cái món này mà đúng mà dùng với bia thì phải nói hợp lý lắm các bạn ơi. Tôi đã để sẵn hộp bia ra đây rồi. Đấy, tôi sẽ chấm bằng mấy tương ớt. Bên ngoài rất là giòn các bạn, bên trong thơm. Gà đã ngấm được các cái gia vị, trong đó hương thơm của lá chanh cũng có, rồi tỏi cũng có, và nó chút chút đậm là của muối và cay cay của ớt bột. Đấy, nó chỉ là gia vị này tôi cho vừa phải, cho nên chỉ có độ cay nó hợp lý, ai ăn cũng được. Quả là tuyệt vời ngon. Bên ngoài thì giòn vô cùng, các bạn nhớ là khi chiên đủ hợp lý rồi thì các bạn nhớ hơi về sau cuối cùng ấy, các bạn lại cho to lửa để cho nó vang rộm đều lên, vì nó chín rồi mà, thì các bạn nên cho nó to lửa hẳn lên, thế là nó mới chín vàng đều. Thế là các bạn lại giảm lửa, sau đó các bạn sẽ cho ra ngoài đĩa. Như vậy thì cánh gà nó không bị khô. Đấy, nếu mà các bạn mà cứ để mà chiên lâu quá thì xin lỗi các bạn, nó khô lắm thì ăn nó không còn cái độ ngọt là một. Hai nữa là gà nó khô quắt lại thì các bạn hãy nhớ rằng là nó ra nước hết. Đấy. Khi gần xong rồi các bạn hãy cho lá chanh này.
rất là giòn, các bạn ăn kèm. Đây là tỏi, rất là giòn. Hương vị này các bạn ăn kèm rất là tốt. Mà cái hương vị này nó làm cho cánh gà của ta dậy cả mùi thơm. Tỏi rồi lá chanh, tuyệt vời các bạn. Đây là một món ăn khoái khẩu của nhiều các bạn, chứ không phải riêng gì mình tôi. Vậy thì hôm nay tôi cũng làm theo yêu cầu một số bạn cũng đã có đề nghị. Để chiên những cái cánh gà nó thơm ngon như thế này thì các bạn hãy làm giống clip vừa rồi tôi đã trình bày các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn muốn làm món gì riêng cho bản thân thì các bạn hãy để dưới phần bình luận, thì tôi sẽ nhiệt tình để làm giúp các bạn và hướng dẫn các bạn được tỉ mỉ hơn nhé. Bây giờ có lẽ tôi xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và vui tươi. Xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món đậu phụ viên chiên. Thực phẩm chính đây là đậu phụ này. Đây là xúc xích và trứng, cà rốt, hành, đây, rau mùi. Đây là hạt lêm và hạt tiêu và bột chiên giòn các bạn. Trước tiên thì tôi sẽ cho đậu phụ vào trong cái tô này nha. Ta dầm đậu rồi cho nó nhuyễn hết rồi. Tôi đã nghiền xong đậu phụ rồi, bây giờ tôi sẽ thái cà rốt. Đấy, các bạn thái mỏng bạt ra xong bắt đầu đến thái chỉ xong ta lại thái nhỏ. Đây, cà rốt tôi thái xong rồi. Bây giờ tôi thái đến xúc xích nha. Tôi thái đến xúc xích chứ cũng giống tựa như cà rốt nha. Đấy. Đây, tôi thái xúc xích tôi cho vào đây nha. Đấy, các cái gia vị này là tôi thái cái món gì tôi cho luôn vào đây. Các bạn nhớ là cà rốt và xúc xích ta phải thái nó nhỏ, vì sao ta vo viên nó không bị rời. Tôi thái điên hành và rau thơm. Đây, hành và rau mùi tôi cũng đã thái xong rồi. Tôi cũng cho vào trong bát. Đấy, bây giờ tôi phải trộn đều lên đã. Đây, tôi cho cả trứng vào nhá. Đó. Đây các bạn nhá, tôi cho hạt lêm. Các bạn cho hạt lêm thì cho vừa phải thế nhá, chứ không cho nhiều. Đây, tôi cho hạt tiêu. Đấy, bây giờ tôi lại trộn đều lên. Đấy, tôi trộn gia vị nó rất là đều rồi. Bây giờ tôi sẽ cho bột vào đây để tôi trộn. Thế các bạn nhớ là ta phải cho bột vào, thì cái bột chiên giòn này là vào để cho nó có một cái độ keo dính. Nếu mà các bạn mà không cho bột vào thì khi các
bạn lặn thành viên thì nó không được dính đâu các bạn. Đây, bây giờ tôi sẽ dóm bếp đây các bạn ơi. Đây, tôi bây giờ đi găng tay vào để tôi lặn nhé. Thế này là tôi cho được rồi. Đấy, các bạn nhớ này, ta phải lặn cho nó nhanh. Nếu mà các bạn lặn chậm quá nó không được đâu. Nhớ là phải lăn cho nó đều đi. Đó. Khi lăn đều được rồi thì nó sẽ không bị cháy. Đây các bạn ơi, bây giờ nó chín rồi là tôi phải lấy cái môi lỗ này tôi vớt nó ra. Đấy, để vào đĩa, nhưng đĩa nó có giấy. Đấy, để cho nó hút cái dầu đi. Ta cho cái đĩa này, sau đó thì ta mới cho nó ráo mỡ đi, thì ta sẽ cho sang một cái đĩa khác ta trang trí sau. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món đậu phụ viên chiên đây rồi. Bây giờ tôi mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Đây, tôi chấm với tương ớt. Rất thơm ngon các bạn. Nếu mà ăn nó còn nóng nóng thì nó rất là ngon. Bên ngoài nó giòn. Đó. Các bạn mà để nguội thì nó không còn giòn nhiều đâu. Cái món này mà uống mấy một cốc bia thì quá hợp. Trứng vào thì ăn nó có độ ngậy, mà khi chiên lên nó rất thơm các bạn ạ. Cái món ăn này ta đổi bữa thường xuyên thì cái bữa ăn của các bạn nó sẽ phong phú hơn, mà nó đỡ bị chán hơn. Làm món này thì không tốn nhiều thời gian đâu các bạn ạ. Các bạn làm như thế này thì có thể rằng gia đình các bạn chấm mấy nước mắm giấm cũng được, tương ớt cũng được, pha thêm một chút muối gia vị nữa để ăn cơm, thế ta chấm cho nó đậm đà. Còn như tôi hôm nay tôi uống một cốc bia thì thế này là vừa. Đấy. Nhớ là các bạn đừng cho nhiều cái hạt lêm quá thì nó sẽ bị đậm, vì xúc xích nó đã đậm rồi các bạn. Các bạn nhớ chiên già lên. Đấy, chiên già thì nó còn rắn nguyên. Đấy. Ăn cái phía ở ngoài nó rất giòn.
Đó. Quả là rất ngon. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bạn nào mà có yêu cầu về làm các cái món riêng tư thì các bạn hãy để lại ở dưới phần bình luận, tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn nhé. Bây giờ có lẽ là tôi xin tạm biệt ở đây. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.